một cái chạch. Một cái chạch chiều nhậu. Đừng quay ổng nha, đừng quay hai tao à. Cầm như là thánh luôn, thanh chiếc khô. Bắt cái chạch chiều nhậu. Không có. Sao không đổ cái góc kia. Trời. Xô này chắc là cà phê. Má gì nó đạp mày mẹ. Đạp dữ mày. Ừ, vậy thôi. Chục xô. 10:30 á. 10:30. Bờ này chùi nữa mà, có bờ đây dễ đứng nè. Đứng hàng giữa đây bóng cầm. Đứng hàng giữa đi. Vậy nay đi. Bờ đi đủ rồi. Tự nhiên nãy sao giật lên cái nó có bực rồi. Rồi nó quẹo luôn. Về bốc trên đất đạch chưa hút cho uống. Xe ống á. Bò canh xi gì đó. Canh xi bò, canh xi bò. Bò xi nghe kẹp, bò xi tắm. Đúng rồi. Muốn xanh xanh thì cho hô biết vô. Còn bị đứt đứt rồi xịt gì? Xịt nóng xịt vững vô hả? Tắm ca cu kẽm rồi vô. Này dài lắm, thùng lắm. Em còn ngập đầu anh Nam rồi, khỏi nói rồi. Hai, xin chào tất cả anh em. Nam Lùng đây, lại là Nam Lùng đây. Ỉa cho quần. Hết xíu quách rồi. Số số em. Không sinh nhật là kiếm tiền công ty ha. Ừ. Ờ đúng rồi, có vậy chứ. Trời. Cái nào trừ trừ, cái nào chuyển chuyển trừ nhiều chuyển vậy. À, ghê không bực rút đậu rồi. Ủa, cái chép quá bự luôn, quá đụng tay rồi. Di đủ mà chơi cho nào đấy. U tơ tài luôn. An Giang đâu có nắng đâu. Nắng hay chứ, giật cho mày. Hử? Sao cái đời? Gì không? Chìm như vậy. Chìm như vậy đó. Không nè. Coi. Quá đi không được. Đây, đây xanh anh đứng được ta. Em đứng đây lên buổi vậy đó. Đừng dục vậy đó cơ. Đây, đây, lên đây, lên lặng ra. Này, đưa anh lặng này, nóng nè. Sao mà lặng được, đứng không tới mà sao mà lặng được. Lặn cái đít nổi không? Nên nè. Nên đứng sắp tới chắc rồi. Sắp tới rồi.
Anh nó sôi hút nhiều, sôi thì hút còn dữ hơn. Cái máy ngon ha anh. Ừ. Nhưng mà phải hàng cái đế lại cái này. Cho kìm mới ha. Đụng bay xuống dưới hút mẹ chứ. Thấy được cho hút vô rồi. Chịu cái giò cho tao đẩy lên chứ. Ủa sao anh mất nhiều dưới ta? Ông chân. Ừ. Không có chân đứng được á. Ừ. Nè, rau muống nhiều nè, dịp sáng không nè. Những thước phim thời tiền sử đã gặp lại. Sâu quá sâu. Muốn quá muốn dịp sáp hết. Dừng cái bờ này cho dừng bị dịp sáp rồi. Kiểm tra thôi, kiểm tra bộ rễ hay học. Dạ. Cây nó chai chai hoài hả? Đây còn nữa. Má đi tới luôn. Người thả đủ má 200 cá trà xuống tới tay liền. Định đi thầy. Người chim. Em không chạy. Đây đây, lên. Để xuống đây gạch đi. Đi làm gì? Cái chép mời đụng. Cái chép mời đụng. Anh muốn đi anh ạ. Không có chỗ đứng được. Em muốn gì? Đứng hết tới rồi. Quá sâu, sâu ghê lắm. Sâu quá. Đưa hai cái giò xuống trước vậy nè. Trời ơi. Sâu quá, đứng không có được cái không có được chịu cái chân mất. Đi lên ấy đi, đổ đi. Đưa để xuống kênh lên cho. Đây ăn nó bóng à. Đưa thùng đây. Tới tài. Tới tài thùng này. Sát không luôn. Cũng được sát dữ dằn lắm. Cũng không thấy. Thằng kia hút hút này. Đứng đây. Đồ quay. Nên tới bà mà cũng bị đổ. Nó đứt rồi do mặt chạy vô. Nhưng thẩm xíu quay phim xong vô lấy cái dao ra. Dạ. Cái bào gì chứ? Tích cái bào gì đâu á. Tại mốt anh Nam trúng số mua 20 công khác rồi lên bờ đẹp rồi. Đất má luôn à. Đất đất gì trời? Cái hà đất á. Không đắp được đâu. Đất nó dưới nước mà nó khô luôn kìa. Nam bò đâu tốt bảnh như ta. Chôn qua chôn lại. Dục dục cái đáy dục cái chạy. Con lên.
trời, mưa sao dữ trời. Được rồi anh, rồi múc cho em ăn cho. Rồi sao lên ăn lên đây đi. Là phá đường, đường quá là sâu rồi. Không có chân kìm nhưng không có chân đứng. Đây, ở đó.